Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tốt Game Online. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến một anh em một con game mobile khá là khủng đấy, có tên gọi là V4. Thì đây là một con game của Nation và đang phát hành ở phiên bản global. Tuy nhiên là đang giới hạn khu vực Việt Nam. Để mà tải game này thì các bạn sẽ phải chuyển đổi store sang các khu vực khác và tải game và chơi. Nhưng mà chúng ta không bị chặn IP nha. Chúng ta chỉ không tải được thôi. Còn các bạn có thể tìm cách lách để có thể tải game thì các bạn có thể hoàn toàn chơi được như mình. Đấy, ở đây thì game đã có server Asia rồi và các bạn có thể chọn server Asia chơi cho nó thoải mái. Đặc biệt là vấn đề không phải lo vấn đề ping. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng nhau trải nghiệm tựa game này. Mình đang chơi bằng điện thoại iOS bởi vì game này đồ họa rất là đẹp. Thế nên là mình sẽ chơi bằng iOS cho anh em xem. Và các bạn thấy đây là phần tạo hình nhân vật, đồ họa rất là đẹp luôn. Mình không biết lý do tên game V4 là gì, nhưng mà nó là V4 thì mình cứ đọc là V4 thôi. Ở đây chúng ta sẽ có 6 lớp nhân vật. Đó là Enchantress, Warlock, tiếp theo là Slayer, Knight, Gunslinger, cầm súng. Và cuối cùng là Bombblade, một lớp nhân vật kiểu loli, dạng loli. Như vậy là chúng ta sẽ có 7 lớp nhân vật và nó cố định giới tính cho anh em rồi nha. Có lẽ là mình sẽ chơi Gunslinger đi, chơi cầm lớp nhân vật tầm xa, cầm súng bắn cho phê. Anh em sẽ chơi Gunslinger đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào game này. Ở đây chúng ta có thể tùy chọn một số cái phần tạo hình có sẵn của nhân vật. Đấy, hoặc là các bạn nếu mà muốn game này sẽ cho các bạn tùy chỉnh nhân vật rất là kỹ. Các bạn thể tùy chỉnh khá là chi tiết, cũng khá là chi tiết các cái nhân vật của mình. Đó. Bạn nào lười thì có thể thì cứ để tạo sẵn thôi. Còn ví dụ mình bạn nào mà thích thì cái đấy có thể chỉnh màu tóc, khuôn mặt các thứ này nọ cho nhân vật của mình. Đó, còn nếu mà ông nào lười thì chơi làm sẵn. Đấy, thôi mình sẽ tiết kiệm cái phần này đi. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên này. Cậu vàng. Mình chơi bằng điện thoại iPhone nên là iPhone 11 nên là nó cũng rất là mượt. Grid. Đó, chúng ta sẽ vào game nhá. Đồ họa game này không có gì phải chê luôn và tất nhiên là nó cũng khá là nặng. Đây là phần câu chuyện này. Đó, cái con này là mình liên tưởng đến L2 cũng của Nation. Nó là một cái bối cảnh thần châu Âu. Và đây là clip cinematic luôn, nhìn rất là đẹp, rất là ấn tượng. Không có gì để chê cả, như đang xem phim ấy. Đây là giới thiệu các lớp nhân vật ở trong game này đây. Wow, đông chưa? Ủa cái gì đây? Ui, rồng này. Phê lòi luôn, cinematic thôi mà nhìn rất là đẹp. Khai lửa. Đây. Tất cả những cái lớp nhân vật ở trong game V4 này đều được xuất hiện ở trong cái clip cinematic này. Ui, như thật nhỉ, như đang xem phim điện ảnh luôn. Wow. Wow. Phê lòi luôn, chưa chơi đã phê rồi. Wow, nhân vật chính của mình dứt điểm luôn con rồng này. Đấy, mình biết vì sao game này nặng rồi. Mình chưa xem dấu lượng, giờ dung lượng của con game này, nhưng mình đoán phải tầm trên 3GB. Và mình sẽ bỏ qua cái phần này nhá, intro này nó có vẻ khá là dài. Chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian đi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái game 3D. 3D nha các bạn. Đó, cái đồ họa này làm mình liên tưởng đến con Black Desert Mobile. Cái giao diện đúng là đậm chất game Hàn Quốc, game của Nation. Nó rất là giống con Black Desert. Đồ họa cũng cái công nghệ đồ họa nó cũng rất là giống.
Ở đây chúng ta có phần setting này. Ở đây chúng ta mình đang để phần ẩn cái này đi. Graphic mình đang để cao nhất. Mình sẽ để cao nhất. Cao nhất hết lên nha, mặc dù nó sẽ hơi nóng máy tốn pin tí. À, nó cái này nó không cao nhất được hết ấy. Wow, game rất là nặng luôn. Wow. Nói chung là game rất là khủng và rất là đẹp. Đây để mắt setting luôn. Bây giờ game mobile tôi thấy còn đẹp hơn game PC rất nhiều luôn. Công nghệ làm game mobile giờ quá tân tiến luôn. Nhưng mà bù lại là chơi sẽ bị anh em sẽ bị nóng máy tốn pin. Wow, đồ đẹp quá anh em ạ. Con V4 đồ họa rất đẹp. Không biết là anh em nào chơi game này chưa thì các bạn có thể tìm cách. Mình sẽ để một đường link ở phía dưới đây, anh em có thể thử tải game nhá. Như mình là mình đang đổi store sang khu vực Mỹ để có thể tải game, hoặc là Singapore để có thể tải cái game này. Các bạn nên đổi sang Singapore cũng được. Đấy là trên iOS, còn Android thì hình như là dễ hơn rồi. Các bạn chỉ cần phải tải APK thôi. Nhưng mà giả lập hình như là chưa chơi được đâu. Mới chỉ chơi điện thoại thôi vì game nó rất là nặng. Bây giờ mình đang đi làm nhiệm vụ. Game cũng có hệ thống auto. Game mobile bây giờ là có auto hết rồi. Cái đấy thì không thể tránh được. Nhưng mà mình phải công nhận là giao diện con này nó nhìn rất là gọn. Nhìn nó rất là hiện đại. Đúng kiểu tính chất game Hàn. Đây, Gunslinger đây, cầm súng bắn. Wow. Chúng ta có auto rồi, chúng ta không phải thao tác nhiều. Đấy, giờ đi trả nhiệm vụ. Cách làm quen thì game thì dễ thôi. Chúng ta cũng có phím điều hướng bên tay trái, các cái phím kỹ năng bên tay phải. Và đây, bảng tính năng thì nó hiển thị bên góc phải này. Mình đang chơi điện thoại màn hình hơi bé. Kể ra mà chơi bằng máy tính bảng ấy thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Màn hình của mình là tầm 6.1 inch. Đây là bảng kỹ năng nhân vật này. Chúng ta có kỹ năng rất là nhiều. Đó, sau này chúng ta có thể đây chúng ta có thể thiết lập các loại kỹ năng. Rất là nhiều kỹ năng luôn anh em nhìn này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 kỹ năng chủ động. Ngoài còn đây chưa kể các kỹ năng bị động nữa. Wow. Tha hồ mà chơi nha. Đồ họa đẹp quá anh em ạ. Mình đang chơi bằng cầm điện thoại thôi mà phê lòi cả ra. Quá phê luôn ý, không phải phê vừa đâu. Quá đỉnh. Game của Nation bao giờ đồ họa rất là đẹp nhá. Gameplay thì mỗi người một ý thôi. Có thể là gameplay như này không phù hợp với đa phần game thủ Việt. Nhưng mà lại có rất nhiều bạn game hardcore lại thích cái kiểu đồ họa như thế này. Gameplay như thế này. Cái đấy là tùy sở thích của mỗi người thôi. Nhưng mà game Hàn bây giờ thì cũng auto các thứ này nọ thôi anh em ạ. Đấy. Game mobile mà không có auto không chơi nổi, rất là mỏi tay. Nên là các bạn đừng có kêu là bây giờ game toàn mua auto. Game nhập vai bây giờ trên di động hầu như là có auto hết. Phải đến 99%. Quan trọng là các cái tính năng để người chơi tương tác, tính năng cộng đồng, các thứ này nọ hơn nhau ở cái điểm đấy thôi. Chứ còn auto bây giờ là có hết. Ui, đồ họa rất là đẹp nha các bạn. Để ý là lúc mình đi qua cái ngọn cỏ hoặc là cây ấy, nó dễ dễ, nó tương tác vật lý rất là thật. Đổ bóng các thứ, nói chung các hiệu ứng đây, thấy không? Đi va chạm, các hiệu ứng vật lý, các thứ làm rất là chuẩn chỉ, rất là đẹp luôn. Game này được làm bằng engine Unreal tân tiến nhất, nên là không có gì phải chê về đồ họa cả. Phê lòi, mình phải nói là phê lòi luôn. Đây là phần thưởng đăng nhập quà hàng ngày này. Cái này thì cũng khá là quen rồi. Bảng chat thì nó là nằm bên góc trên góc trái này. Đó, các bạn hãy bật tắt cái bảng chat này ra. Còn các cái thanh máu của nhân vật thì để góc dưới này. Hầu như các game của Hàn Quốc bây giờ là như vậy. Tức là họ để thanh máu ở phía dưới, ở giữa trung tâm luôn. Còn các cái game trước đây thì hầu hết các game trước đây là để thanh máu ở bên trên góc trái. Cái game này nó cũng được tối ưu cho tay thỏ rồi các bạn nhá. Các bạn để thấy nó bị chừa một cái phần ở bên góc trái ra. Mình đang dùng điện thoại tay thỏ mà. Các bạn yên tâm là dùng tay thỏ rất là ok. Ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh góc nhìn này. Free này. Đấy, 1/4 này. Khóa góc nhìn này. Ẩn giao diện này. Để chụp hình này. Wow. Cái này chụp hình nên làm screenshot thì đừng hỏi luôn. Làm hình nền lên cực kỳ đẹp.
Đó, các bạn để ẩn ẩn được giao diện luôn, ẩn toàn bộ giao diện, 100% giao diện luôn. Nhìn này, đồ họa này. Ai nghĩ đây là game mobile không? Phê. Ở đây chúng ta có phần túi đồ. Mở ra. Đấy, được mở ra vật phẩm này, nó tặng vật phẩm, tặng cái ring cho mình. Cái bông tai. Đeo vào. Sau này có mấy cuộn chế đồ hay sao? Đây, bảng nhiệm vụ này. Sau này chúng ta có dễ nhất tính năng mới. Boss, Risen Boss này, Boss Thế Giới này. Chúng ta có Boss Thế Giới nha. Có hệ thống giao dịch qua shop. Không phải giao dịch trực tiếp. Check in nhận quà này. Hệ thống bản đồ. Đây, bản đồ này rất là rộng. Wow, cả map rất là rộng. Phó bản, đấu trường. Nói chung là rất là nhiều đầy đủ các tính năng. Ở đây chúng ta có phần cả phần thay đổi diện mạo. Đấy, bỏ tiền ra thay đổi lại diện mạo. Có phần học nghề nữa. Đây, cái phần kỹ năng sống này. Chúng ta có học nghề là thợ rèn này, kim cương này, chế thuốc. Còn các cái nghề như kiểu là săn bắn hái lượm, đào khoáng. Nói chung là đầy đủ, tức là có cả học nghề luôn. Mình rất là thích game có những cái kỹ năng sống này. Nó rất là thực. Nói chung là game này đến thời điểm hiện tại là mình chưa có gì phải chê cả. Và mình hy vọng anh em nếu mà biết đến game này có thể tải và chơi thử. Mình nghĩ là các bạn chắc chắn là sẽ hài lòng. Âm thanh làm rất chuẩn. Đây mình quả mình làm chụp hình vào đấy. Làm chụp hình làm scene shot thì đừng hỏi luôn. Đó, đẹp không? Phê, lên thế phê. Có thể là mình đang dùng bằng mình đang livestream từ điện thoại lên màn hình nên nó không load kịp đồ họa nên đồ họa nó hơi bị mờ mờ một tí. Nhưng mà mình khẳng định là nếu mà các bạn nhìn trực tiếp trên điện thoại ấy, cực kỳ đẹp luôn. Ở đây là mình đang stream không dây lên từ điện thoại lên PC để quay video nên là nó không nét được, nó không tải kịp. Tuy nhiên nếu mà các bạn chơi trực nhìn trực tiếp game ở trong từ trên điện thoại của bạn ấy, nếu các bạn điện thoại xịn xịn một tí, mình nghĩ là các bạn có cực kỳ hài lòng. Game gì mà đẹp thế nhở? Game gì mà phê lòi luôn. À lúc ấy mình cầm khẩu hai súng ngắn, bây giờ mình cầm một khẩu súng dài rồi. Nãy giờ thì cũng đi làm nhiệm vụ chính tuyến thôi để lên cấp. Mình level 4, game này lên cấp không nhanh, game Hàn Quốc không bao giờ lên cấp nhanh cả mà nó là thiên về trải nghiệm rất là nhiều. Sau này chắc chắn là có thú cưỡi các thứ này nọ rồi. Tại chưa mở ra. Đây có là pet này. Mắt nó rộng này, phải có thú cưỡi không là chạy bộ chết mất. Ồ, có súng ngắn và súng dài luôn nhá. Không biết là rút súng dài ra bắn nhỉ? Toàn thấy cầm súng ngắn. À đấy, súng dài, rút thì rút súng dài ra bắn. Tùy kỹ năng. Đây, kỹ năng này là rút. Wow, phê. Đấy, đồ mặc áo là nó thay đổi luôn. Nó rất là thay đổi thời gian thực luôn, các bộ quần áo. Đẹp, game này rất là đẹp luôn. Mình không biết, nãy giờ chơi phải xích xoa đồ họa. Nhưng mà công nhận là nóng máy thật. Mình chơi nãy giờ cũng để max setting lên rất là nóng máy, tốn pin. Con này nó mới ra mắt phiên bản global, trước là mới ra mắt bản Hàn. Tiếng Hàn thì rất khó trải nghiệm nên bây giờ mình mới làm được video. Chứ con game này nó đánh tiếng mất một thời gian rồi. Mình không rõ cái tên gọi V4 nghĩa là gì. Victory chăng? Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng chưa tìm hiểu.
Ô, con chuột gì đây? Đi tìm Daisy à? À, đi tìm Daisy ẩn nấp trong bụi. Đây rồi, tìm về em Daisy rồi. Chơi trốn tìm à? Cái quét vừa rồi nó tên là trốn tìm luôn, hide and seek là trốn tìm đấy. Đây, hướng dẫn là chơi hướng dẫn sử dụng kỹ năng. Thực ra thì mình dùng auto là chính, cũng chả cần là điều khiển bằng tay làm gì cho nó đỡ mỏi. Úi xời, cục súng bắn phê. You have my gratitude. It's by Lavinia's blessing. Wait. Captain Milia. The rockles and lobs are acting so weird. They've gotten pretty reckless. Chắc là mình không phải nói nhiều, mình cứ trải nghiệm lên level một chút cho anh em xem nhá. Chứ còn game này thì mình chưa có gì nhiều để nói. Game đang bây giờ ban đầu đi làm nhiệm vụ thôi. Nhưng mà game đẹp thật. Đấy, các bạn nhìn đồ họa này. Mình ẩn giao diện đi cho anh em nhìn. Úi xồi, này chụp ảnh phê lòi gì nữa. They're demon markings. No wonder the Roccos and Lobs are so agitated. This was the last place I expected to find demons. Don't worry. Skip cái này đi. Đấy, trời lại sáng rồi. Less frequently than anywhere else, right? It's also the farthest dominion from Roxxon where the dimensional gate opened. Demons are popping up all over the place these days. Is anywhere safe? Trả nhiệm vụ. Lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Nói chung là ban đầu thì đi làm nhiệm vụ để lên cấp là chính. Chuỗi nhiệm vụ trong game là cũng khá là nhiều. Chơi nãy giờ mới được lên được level 7. Hey there, youngsters. Have you seen my... It's a matter of... Captain, Milia, we gotta hurry before all of it gets gone. Not much meat left, is there? Maybe we can help fatten the lion. Most of it. So this is all we have. A shame. Let's see if some lob claws will do. Rồi đi trả nhiệm vụ nha. Mặc dù là server diễn ra nhưng mà mình thấy là nó game cũng hơi bị lag tí. Đó, kể ra mà game này mà về Việt Nam nhỉ, mình nghĩ là khá là đẹp. Tuy nhiên là game này nó đấy, nó đẹp nhưng mà nó nặng, chắc chắn là nó sẽ hơi kén người chơi một chút. Let's check it out.
chưa mở, phải hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện đấy. Đây là thành tựu này, nhận thưởng. À, có teleport này. Bây giờ không có thú cưỡi nhỉ? Chạy bộ SML luôn. Rồi, học được kỹ năng mới này. Ở đây, nó tự lắp vào đây rồi. Đó. Ui, đánh boss này. Đấy, thật ra thì auto cũng được. Mà không có auto chắc mỏi tay nãy giờ, mỏi tay luôn. Máy rất là ấm, nó ấm đâu, nó không, thật ra nó không quá nóng đâu, nó ấm. Nói chung là game này nó không, sẽ không quá nóng. Tối ưu cũng khá là tốt. Lại chui vào bụi rậm à? Lại đi tìm Benny trốn trong bụi rậm. Sao game này nhân vật nó cứ thích chơi trốn tìm nhỉ? It glitters, sure, but I don't think it'll be useful. Đây, mặc đồ xịn hơn này. Even a simple marble could be a trap. À, đây có pet rồi này. Đấy, chúng ta có pet rồi. Pet nó được chia phẩm kiểu cam, cao nhất là cam này, tím rồi xanh. À, đổi trạng thái à. Có rất nhiều cái mình phải tìm hiểu. Rồi, nói chung là mình cũng giới thiệu nhanh thôi bởi vì các cái tính năng phải lên cao cơ, các hoạt động phải lên cao cơ mà game này lên cấp khá là chậm. Thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái game MMORPG V4 đến từ Hàn Quốc, đến từ nhà phát hành Nexon. Một con game mobile mà đồ họa mình có nghĩ là mình cho phải cho điểm 10, đồ họa rất là đẹp. Gameplay thì thuần chất MMORPG với 7 lớp nhân vật khác nhau. Tất nhiên là để đánh giá cụ thể hơn về game này thì chúng ta sẽ phải để lên cao, nhưng mà trước mắt thì mình không có gì để chê con game này cả. Không biết anh em đánh giá thế nào thì các bạn để comment phía dưới cho mình biết nhá. Còn cấp như mình đã nói thì các bạn đang là muốn tải game này thì mình sẽ để một đường link phía dưới để anh em tham khảo. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của các bạn của mình. Bạn nào mà thấy hay có thể like, share và đừng quên ấn nút subscribe của kênh Tương Quay Online nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.